Rồi, hello cả nhà nha. Thì nói đầu tiên thì được cũng xin chào anh em cô bác gần xa đã quay trở lại với video tiếp theo ha. Hiện tại thì shop đồ câu được miền Tây của em mới dời thêm một số đồ, cho nên là sẵn quay luôn để anh em mà cố gắng shop thì là mua, còn anh em ở xa thì em ship ha. Thì shop của em ở số 370 đường Nguyễn Huệ nha anh em, là địa chỉ là 82 quốc lộ 30, địa chỉ cũ ha. Thì em có kinh doanh đầy đủ dụng cụ câu cá, ngư cụ ha, câu cá đó, cần câu, máy câu, dây câu đó, từ câu sông, câu hồ, câu đài, câu lua đó. Anh em thấy mấy cái lỗ trống đâu nè, hết hôm nay em về mấy cái lỗ trống đó anh em. Lỗ là trống là về hàng thêm đó, phao, dây, lưỡi, mồi, câu cá, cần tay, cần máy, cần câu lua đó, mồi với hơi với đồ ha, để phục vụ anh em ha. Đó thì hôm nay em mới về một số đồ thêm đó, cũng quay với cả nhà mình xem. Thì hôm nay em quay những dòng dây nhé, hơi với cần tôm, còn mà cần câu thì mới về thêm cần câu tay với cần câu máy nữa, acido đó thì mới về, thì cũng tranh thủ quay xong clip này rồi rảnh rảnh em soạn ra đầy đủ, em coi thông số em ghi thêm cho cả nhà ha. Đó thì em mới về hàng thêm là những mẫu máy Shimano Senna nha anh em, xây 4000 đó, xây 4000 với giờ thêm dây Toman nữa nha anh em. Đó thì Toman thì 1 chấm nè, 1 chấm, 1.5, 2 chấm đó, về thêm để phục vụ anh em. Nó máy Shimano Senna, nó xe 4000, nó giá 550 một máy nha anh em, nó hàng chính hãng của Shimano, được sản xuất ở Malaysia nha cả nhà. Để em ra mở đèn thêm cho thêm chút ánh sáng đây, nó mới mở lên được thêm chút ánh sáng đó. Thì giờ được xe 4000 nha anh em, nó là đây là xe 4000 đó, xe 4000 à, hàng chính hãng của Shimano nha anh em, mà xe nhỏ không có hàng luôn. Nó khi nào có hàng thì giờ em sẽ thông báo cho anh em chơi ha. Đó. Rồi tiếp theo nó là dây Toman. Nó dòng này là dòng BE 150m nha anh em. Nó thường câu lua là 1 chấm, 1.5, 2 chấm đó. Thì lấy xe nhỏ về thêm cho anh em. Đó. Xe nhỏ rồi về thêm. Nó quay cho cả nhà mình ha. Nó màu của nó là màu vàng nhạt thế này anh em. Đó, dòng hàng chính hãng ha. Đó thì giá 200.000 một cuộn nha cả nhà. Nó giá là 200.000 một cuộn. Bê Toman nha anh em, nó dòng Toman đó. Thì hổm gài là dây 4 cá cơm này nè cả nhà, nó hàng chính hãng á. Thì em hết một số xây cho nên là cũng về để phục vụ tiếp cho cả nhà, cho anh em mình ha. Đó thì hôm nay em về đủ xây luôn, từ số 4 tới số 10 là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha anh em. Nó giá thì 150.000 một cuộn. Nó dòng này là hàng chính hãng của hãng Okamoto, được nhập khẩu từ công ty Hào Khải anh em. Phía sau là mã VR và tem nhập khẩu nha anh em. Đó thì em cách phân biệt nhất cho anh em để hàng giả và hàng nhái á, thì em cũng có nói hoài à, nhưng mà mỗi lần quay này em cũng phải nói lại cho anh em, nó hoài tới lui hoài cho anh em. Nó tem nhãn bây giờ nó làm được hết nha anh em, nhưng mà quan biệt là cái công nghệ nó làm để chống giả là anh em phía trước này nó nghiêng, anh em sẽ in chìm 3D nè anh em đó, anh em theo thấy điện thoại em không, nó in chìm 3D đó đó em quay đó. Rồi tem của hãng, rồi phía sau nữa là những mọc 3D ở phía sau cuộn dây anh em, phía sau cuộn dây nó phải có 3D nè, rồi cuộn nhái giả là phía sau này nó chọn chọn chân lùi nha anh em đó. Thì nhưng mà người ta bán rất là rẻ, nó chỉ là 40 ngàn gì đó, 40-50 ngàn gì một cuộn thôi, nó chỉ 40-50 ngàn một cuộn thôi. Nó thì hàng nhái hàng điểu thì nó phải vậy, còn dòng này thì dòng chất lượng thì giá của nó thì nó là 150 ngàn một cuộn nha cả nhà, nó giá là 150 ngàn một cuộn nha. Đó thì em có xây từ số 4 là 0.33, đó là dây cước là tải 12,5 kg đó. Còn xe số 5 là 0.37, nó tải là 15 kg, và khâu số 4 là 0.42, tải 16 kg đó. Thì những cái xây nó sẽ lên xây với nhau nha anh em đó. Còn số 7 là nó là 0.45, là nó tải 18 kg, còn số 8 là 0.50, tải 23 kg đó. Thì em có đầy đủ xây cho cả nhà mình, riêng cái tất cả các xây từ số 4 đến số 9 là 250m, còn mà số 10 nó là 200m nha cả nhà. Số 10 là 0.60, là tải 27 kg. Dòng này 150 ngàn một cuộn mà anh em xài rất là ok luôn nha, ok con tê tê luôn, nó xài rất là ngon luôn. Câu sông, câu hồ, chống mài mòn rất là tốt, mà giá sinh viên thì anh em không bỏ qua được cuộn cước 4 cá cơm như thế này nha anh em. Nó dòng bước cá cơm như thế này thì dòng này là siêu tải và cũng là siêu bền, để trong tầm phân khúc tầm giá nha anh em. Nó trong phân khúc tầm giá anh em xài những dòng này thì khỏi bàn luôn. Đó. Rất là đẹp, rất là xịn sò anh em.
Đó thì anh em mà đã đam mê mà mua xài dòng này rồi thì cũng biết nó chút đỉnh, như hàng hàng chính hãng ha. Còn hàng nhái thì anh em mua tràn lan luôn, có khi ba cụ 100 ngàn cũng có nữa, tùm lum chứ á. Nhưng mà về chất lượng thì anh em nên xài những dòng này ha. Đó thì giá là 150 ngàn một cuộn ha anh em. Đó phí ship là 30 ngàn toàn quốc luôn. Nó cả nhà mua ba cuộn trở lên em bao ship nha. Nó giá là bao mềm cho anh em, bao hàng chính hãng cho anh em nha. Khi anh em nhận hàng á thì đúng như hàng cho em quay phim trong clip đó nè. Nó còn không đúng thì anh em được quyền là báo shop rồi cho em nha. Tại nhiều khi em cũng bị sợ bị anh em là nói mình gạt gẫm này kia nọ đó, anh em cứ yên tâm ha, mình shop em là nó có đầy đủ đồ chơi thế này nè, đầy đủ đồ câu thế này đó. Nó thì nên em cũng yên tâm đó. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ qua mẫu bốn con cá cơm này. Đó là mẫu dòng mẫu là 7 màu, cũng chung một hãng Okamoto luôn. Mà dòng ni lông này á, rất là được anh em rất là tin tưởng và xài nhiều. Thì đa số là anh em câu đài á, câu đơn, câu chép đồ xài nhiều. Nhưng mà dòng này á, anh em mà lấy đi câu xong nữa thì quá xa xỉ luôn. Đó thì độ dài của nó chỉ 150m thôi, còn độ dài con này tới 250m. 150m nhưng mà nó giá nó lại mắc hơn thằng này luôn. Đó do đó công nghệ nó chống sắn tốt hơn bốn cái cơm nữa, nó chống mài mòn nó cũng tốt hơn nữa. Và dây này rất là chắc chắn, là được anh em rất là nhiều tôi tin dùng. Và cuộn nó là có 7 màu, nó cái màu dây nó được là 7 màu nha anh em. Thì hai thằng này nó giống nhau do cái mẫu này là mẫu tem mới đó, cái mẫu có hiệu mới nha anh em. Đó nó để còn này là mẫu của hiệu cũ nha cả nhà. Đó Okamoto đó super strong đó, con này là Okamoto titan sọt. Nó thì hai thằng này nó cũng giống nhau thôi, nó cũng bằng giá nhau luôn nha anh em. Nó là 150m, nó dòng này là dòng ni lông 100% nha anh em. Đó rất là đẹp nha anh em, mẫu mới rất là đẹp nha. Thì hai con này á thì y chang với nhau thôi anh em, nó chỉ khác có cái là nó hình nó mới thôi. Thằng màu xanh này là hình mới, này là hình của cũ thôi nha anh em. Đó thì không chấm em có đây là số 3 là 0.28 là tải 7kg anh em. Số 4 là 0.33 là tải 9kg. Đó, số 5 đâu rồi? Em cứ số 5 coi. Số 5 là 0.37 là tải 10kg, tải tỉnh 10kg, 0.6 là tải tỉnh 13. Số 6 0.40 là tải tỉnh là 13.5kg. Nó cho anh em mà săn hàng đi câu đài câu đơn nữa nên xài dòng này ha, 150m đó. Hoặc là anh em đi câu sông câu hồ đó mà chơi dòng này cũng khá là ok luôn. Bữa hổm có ông anh kia mua mấy cuộn câu tôm xài dòng này nó xài quá đã luôn, kêu kiếm lại nhưng mà không có còn anh em ơi. Nó tại vì những cái dòng này á, anh em mà biết xài á mới xài những dòng này, nó chất lượng nó chống mài mòn tốt mà dây ít bị sắn dây nó, cho nên anh em xài dòng này thì khỏi bàn luôn. Nó để em lấy ra một cuộn quay trực tiếp cho anh em xem ha. Đó anh em thấy chưa, nó cuộn xe rất là xịn sò, tem nhãn chống hàng giả đồ rất là đều thêm ha. Nó hàng xuất xứ là Made in Japan nha anh em. Nó đây mình dây của nó đây, nó dây nó rất là mềm nha cả nhà, nó dây nó rất là mềm luôn. Nó anh em mà câu đơn câu đài đồ là xài những dòng này thì khỏi bàn luôn nha. Nó rất là mềm rất là đã anh em. Nó dòng này rất là mềm nha anh em. Nó đi lông 100% luôn. Nó chống sắn anh em thấy không, em xe nè, em xe cả buổi chờ luôn mà nó không ấy luôn. Nó ngon hơn bốn cái cơm nữa, là anh em biết rồi, bốn cái cơm nó đã ngon rồi. Nó anh em thấy không, em xe ra một cái nào nó thẳng băng luôn nè. Nó không có vung luôn. Còn những dòng xe khác mà anh em á, em chụp này coi như em xe nè. Nó anh em thấy chưa, nó em xe luôn đó nè, em thấy ra ngoài nè. Nó anh em thấy không, nó thẳng băng luôn. Nó thảy ra cái là nó thẳng băng vậy đó. Nó vì vậy nó được như vậy thì thử ra là giá nó cao, nó 150m nó mà giá nó cao, nó 150m đó anh em coi nè. Nó anh em kỹ ha, nó anh em nhìn kỹ nè, em chấp 3-4 cộng là em xe nè, xe là xe thực tế luôn nha anh em. Đó nè anh em thấy không, đó em xe làm xe nó quấn nùi luôn nè, nhưng mà khi buông ra nó rất là bung nha. Đó nè anh em nhìn kỹ nè, nhìn kỹ cái tay em xe nè, nó em buông ra nè, nó anh em thấy chưa, nó bung ra nó, chứ không phải mình ấy chơi anh em, nó không phải là xe chơi đấy, làm cái déo khơi cho anh em nha. Đó
Đó, em thấy chưa, nó còn xoay sắn đôi lại luôn đó. Nhưng mà khi em lấy ra luôn á là nó thẳng băng vậy nè. Đó, nó không có bị tì dít theo cũ chứ. Bởi vì riêng anh em mà xài dòng dây này rất là ok anh em. Nó công dây rất là nhuyễn luôn đó, anh em thấy không, xe nè. Đó, chập đôi lộm xe. Đó, cho nên anh em chơi mua hàng á, kiểm hàng em cho kiểm hàng trước khi thanh toán nha anh em. Đó, dòng cước bảy màu ha. Đó, đó, hai thằng này là chung một giá luôn, chung một hãng luôn, có điều là tem mới tem cũ thôi. Đó, đó thì dòng này thì em nhập trực tiếp từ công ty Hào Khảng nha cả nhà. Nó giá là 180.000 một cuộn nha. Đó, 180.000 một cuộn, mua 3 cuộn chứ lên em bao phí ship nha. Còn 1 đến 2 cuộn là về phí ship là 30.000 anh em. 1 cuộn là phí ship 30, 2 cuộn là phí ship 20.000. Đó, đó anh em cũng thông cảm giùm, tại vì dòng này bán giá giờ nó cạnh tranh lắm anh em ơi. Cho nên là lời nó meo lắm, một cuộn em lời chỉ có 20.000 một cuộn thôi à, mà bao phí ship nó đâu còn ở đâu, chỉ gói hàng gói đồ cho anh em nó chỉ còn có 10.000 cà phê à, băng keo băng bọng rồi nữa. Đó, rồi tiếp theo nữa em sẽ qua cái mẫu này em nhắc lại nha. Em về được số 3, số 4, số 5 và số 6 anh em, 5 xay nha. Nó giá là 180.000 một cuộn. Đó, dòng xay Okamoto 7 màu, mã của nó là Okamoto 7 màu, còn mã con này là Okamoto 4 con cá cơm. Đó, vậy cho anh em dễ hiểu nha. Rồi, tiếp theo nữa là phao cho anh em mà Koro nè, Koro Go sơ. Thôi sạc rồi nè. Em mới về luôn nè anh em. Nó giá 40.000 một cây nè. Nó rất là đẹp nha. Đó, phía trên nó có hạt để chạy lên chạy xuống nữa. Đó, giá 40.000 một cây, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, nó rất là đẹp ha, giá 40.000 một cây. Đó, phao này anh em đi câu cái gì cũng được, nó gọn mà nó đẹp, nó rất là đã luôn nha. Nó 40.000 một cây, thì sắp tới chắc em muốn chơi là mấy cây này anh em, câu cho nó gọn nó đẹp. Đó, rồi phao câu đêm mà nó đổi màu, nó cảm biến theo ánh sáng anh em. Khi anh em cá ăn nhấp nháy á thì nó sẽ đổi màu theo chiều ánh sáng nha anh em. Đó, đừng quên đổi màu theo chiều nhấp nhô của phao á, là anh em sẽ dễ biết cá ăn hơn. Đó, này là câu phao đèn ban đêm nha anh em. Đó, mỗi cây phao sẽ được tặng một cục pin. Đó, một cục pin kèm theo, nó khi cá ăn nó sẽ giật nhấp nháy, nó sẽ đổi màu ha. Thì giá của cây này là 60.000 một cây nha cả nhà. Nó giá phao là 60.000 một cây nha. Đó, phao cảm biến ha, nó 60.000 một cây thôi. Đó, phao điện, nó chưa là phao đài điện đó anh em. Đó, còn tiếp theo nữa là phao sân hàng. Phao này chắc nghĩ là mấy anh em ở ngoài miền ngoài á, miền Trung miền Bắc đồ á, là chơi cái mẫu này nhiều hơn là ở trong miền Nam em nè. Cho nên là nhập về có anh em mà cũng nhập về, tại trong mình ít chơi phao này cho nên mấy anh em mới chơi nhiều. Đó, phao này là phao sân hàng chiên chấm đen chấm cỏ nè anh em. Đó, chiên chấm đen chấm cỏ nha. Đó, thì phía dưới phao á là chăn nhựa, nó rất là cứng cáp nha anh em. Chăn nhựa cứng cáp phía trên á là tâm nó rất là to, nó tâm nó to ở đầu trên để cho anh em rất là dễ là canh phao nha cả nhà. Đó, để cho anh em rất là dễ là canh phao ha. Nó phía trên là tâm nó rất là to luôn, nó cho anh em là dễ là canh phao ha. Thì giá của con này là 110.000 một cây anh em. Nó 110.000 một cây. Đó, phí ship toàn quốc là 30.000. anh em là chơi chấm đen á hoặc là chấm cỏ đồ á ở ngoài á thì xài con này. Nó ở trong em chắc chỉ câu cá cha mới chơi phao này thôi. Nó quá trời khủng luôn. Phao thì chiều dài nó tầm khoảng 35 cm nha anh em, 35 đến 40 cm một cây. Đó, cái bầu của nó đây tương đương là bằng phẳng ngón tay của em. Đó, quay cho cả nhà mình xem á, thông số nó rằng là nó ghi tiếng Tàu, tiếng Đài Loan gì không, Trung Quốc gì không à, em nhìn không biết luôn. Đó, nói chung là 101 một cây là phao này, phao sân hàng. Đó, anh em câu chấm đen chấm cỏ rồi đó. Đó, thì anh em nên xài mấy con này nha. Đó, giá 101 một cây. Rồi, tiếp theo nữa là em mới về thêm mẫu, đó là mẫu cá sắt 10g nha cả nhà. Nó cá sắt 10g. Nó lưỡi là lưỡi BKK. Nó lưỡi BKK. Nó giá là 60.000 một con anh em, 65.000 một con nha. Nó 10g lưỡi BKK, giá 65.000 một con như thế này. Nó có hai lưỡi ở phía dưới nha. Nó hai lưỡi phía dưới. Đó, Metal. Nó con này là con metan chứ, metan. Đó, nói chung là cá sắt 10g nên có màu hồng nè, màu xanh nè, màu đỏ nè. Nó có 3 màu, nó cho anh em mà câu lu lóc, lu chẽm rồi đó là con 10g ha. Nó cho em chơi. Rồi tiếp theo nữa là nhái nhảy bicot, đó, nhái nhảy, đó. Giá là 100,
60.000 một con nha anh em, nhá nhảy nha, 160.000 một con. Nhá nhảy của Thái Lan, đó, mà kêu nhá lắc mấy đồ đó anh em, đó. Đó là mấy con này ha, 160.000 một con nha. Rồi, tiếp theo là chuột LK. Đó, chuột của L cá hoài nè anh em, nó cũng về được số luôn. Đó, lưỡi titan 2 thìa. Đó, là dòng này là 7 gram. Đó, giá là 130.000 một con nha anh em. 130.000 một con nha, chuột LK nha cả nhà. Nó có mấy màu đó, màu là màu xám nè, màu đen với màu trắng. Đó. Có 3 màu. Rồi, tiếp theo nó là chuột Thái Lan. Đó, dòng này thì lưỡi nó là lưỡi thép đen chứ không phải là lưỡi titan, nhưng mà nó cũng hai thìa nha cả nhà. Nó cũng hai thìa luôn. Đó. Và cho cả nhà mình xem ha, dòng này cũng là 7 đến 8 gram luôn. Đó. Đó, dòng này cũng là 7 gram luôn. Nó rất là đẹp cho anh em ha. Hàng Thái Lan nha anh em, đó, rất là đẹp luôn. Đó, giá con này là 100.000 một con, đó. 100.000 một con nha anh em, đó. Chuột hai thìa, đó 100.000 một con. Đó. Rồi. Thì em được sơ sơ đồ như thế này thôi. Về cũng tranh thủ quay cho cả nhà mình thôi. Đó, chủ yếu là dây bốn cá cơm với dây này. Đó. Rồi, cặn tôm ghẻ nó quên nó chứ. Cặn tôm ghẻ em có xây từ 1m2 đến 1m8 nè, đó. Rất là rẻ luôn. Đó. Giá từ 100.000 đổ lên. Nó 1m2 là 100. 1m35 là 101, 1m5 là 102. 1m8 là 130. Nó cần tôm nha anh em. Đó. Có hai màu, màu da xanh lá cây đậm với màu xanh lá cây nhạt. Đó. Kêu này kêu màu đọt chuối nè. Đó, thì xanh lá cây nè. Đó. Có hai màu vậy thôi anh em. Đó. Thì giá thì từ 100.000 đến 130.000, xây 1m2 đến 1m35. Đó, quay luôn cho anh em luôn. Rồi cho xong. Rồi em dọn dẹp em bấm lên em dắt lên rồi em quay tới clip cái cần nữa anh em ơi. Đồ tùm lum hết. Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha. Cả nhà mua hàng gì thì cứ liên hệ giúp em nha. Giúp em được miền Tây nha cả nhà. Đó, thì có đầy đủ đồ chơi để phục vụ cho anh em nha. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ở xa thì mua hàng thì em sẽ liên hệ, em giao hàng qua số điện thoại là 0963890470 nha cả nhà. Đó, dây này chống sắn rất là tốt nha cả nhà. Đó, thì anh em câu đại câu đơn nữa thì xài dòng này, còn thích dòng nào đó thì cứ inbox cho em nha. Đó, em xin chào cả nhà nha.